Thì bác sĩ Mai Linh chúng ta qua nghe hành sinh có người có trao đổi, nhưng trong đó thì có các ông chí là có rất nhiều cái tấm gương mà cũng vừa là phát tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ đoàn viên thanh niên toàn tỉnh để học tập làm theo cái tấm gương thì chúng ta xin được ghi nhận biểu dương những việc làm hết sức được cao đẹp của đồng chí Lê Hữu Sức. Mong rằng trong thời gian tới thì các cơ quan thông tấn báo chí đến đây với đơn vị, tôi cảm nhận rất là cái sự nói là cái hôm ở trong công cống trên cái đường cũng đi kinh doanh về gặp một cái vụ tai nạn rất là thương tâm. Và tiếp đó thì anh có một cái vụ ngay chỗ anh vừa trao đổi thì ở một hôm trước. Một tay tiếp.